Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tưởng lực Napoleon. Mình là Choco Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Anh để đi thống nhất châu Âu một lần nữa. Và kế hoạch của mình thì nói chung là đến giờ này thì cũng xem mọi người là ổn. Khi mà lãnh thổ chúng ta bây giờ là rất tốt, chúng ta đã kiểm soát được Tây Ban Nha. Nói chung là phương Tây này chúng ta đã kiểm soát toàn bộ vùng phương Tây rồi. Đây, Tây Âu. Bây giờ châu Âu chỉ còn nửa phía đông thôi. Và nhiệm vụ của chúng ta là, tất nhiên mình sẽ cho quân đoàn của Germain sang đây, đúng theo kế hoạch. Quân đoàn, các quân đoàn này sẽ là quân đoàn dự bị thì mình cứ cho nó đi theo thôi. Quân đoàn của Wellington thì sẽ trở về Bắc để đợt sau nữa thì mình sẽ mua đội cận vệ, đúng không? Lực lượng vệ binh Cộng Hòa đây. Chúng ta đã mất toàn bộ đội cận vệ của nước Hoàng rồi. Khi chúng ta làm đảo chính thì tất cả lực lượng cận vệ của nữ hoàng đã mất. Và bây giờ chúng ta chỉ có lực lượng vệ binh Cộng Hòa. My God. Nghịch ngu quá mà. Và thay vào đó là chúng ta sẽ có cái lực lượng gọi là lực lượng kỵ binh cận vệ này. Nó có vẻ khác đội kỵ binh cận vệ kia. Mà thôi, chả quan trọng lắm đâu. Mình sẽ tiêu diệt thằng Áo xong thì tôi chưa thấy thằng Nga nó chiến tranh với bọn kia nhỉ. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Thanh niên này à? Còn nào mình phải thay? Chưa thấy có ông nào ngon hơn. Chính phủ chúng ta không biết một lần làm cách mạng là chúng ta lại có một cái bộ máy chính trị mới, nhưng mà cái bộ máy chính trị mới thì thường nó cũng chả có khá phẩm gì hơn cái bộ máy chính trị cũ cả. Nên là thằng nào nó xui các bạn làm các bạn để lật đổ cái gì đấy thì tốt nhất là bảo chúng mày tự đi mà làm. Hết rồi. Mình sẽ cố gắng giải quyết cái khu vực này đó, cho các cái thuyền ở trên này thì nó sẽ đây rồi, vào đây, vào cái cảng này. Còn khu vực phía dưới thì đã có cái các cái khu cảng của Tây Ban Nha nó được bổ sung rồi đúng không? Chắc không cần nhiều, đây rồi, chúng ta có sẵn đây. Wow.
Có cần phải bổ sung thuyền chiến bây giờ không? Mình nghĩ là đâu cần thiết. Officer on deck. Không có nhiều tiền để mua thêm thuyền chiến nào. Nền Cộng hòa mong manh. Setting up camp, waiting for anything more. Rồi mò sẽ để tiêu diệt thằng áo rồi. Kinh, mấy thằng Bỉ tiến xa thế. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Aye, aye, sir. Aye, sir. Aye, sir. Tốt rồi. Ây da, bây giờ kinh tế của mình hùng mạnh thế nhỉ. 23.000 một lượt. The building browser shows how successful. Nói chung là hầu hết mình nâng cấp rồi. Hai lượt nữa là lại lên xuôi mà. Chưa giải quyết được vấn đề gì. Bộ máy chính trị. Các kỵ sĩ đóng góp ít thế. Cả một cái thành to như này mà đóng góp cũng ít. Nó không sửa được. Mình phải chiếm đốt cái vùng này để nối tiền thương cảng đó thì nó mới giao thương được, thì nó mới có tiền được. Còn nếu không thì nó không có tiền. Lực lượng vệ binh Cộng hòa. Lực lượng vệ binh Cộng hòa. Kể ra bây giờ mua thêm thuyền thì cũng được. Chả biết để làm gì. Khi mà các hạm đội mạnh nhất của thế giới đã bị mình hủy diệt hết rồi. Hạm đội của Tây Ban Nha, Pháp đều lên. Còn Nga mới cả. Áo mới cả ông phổ ơi. Hải quân chỉ là cái đám tiêu diêu. Làm ăn gì?
Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. United States nó development không in these areas now would increase your nation's trading come later. Nó có cái skill gì? Cộng 1 Managa Juice. Là cái này á? Thằng này nó còn mạnh hơn. Rồi, mua quân đã. Lực lượng vệ binh Cộng hòa. Mình sẽ cố gắng mình không mua các cái đội cận vệ. À đội phá phản lực. Nghiên cứu để đấy thôi. Phá phản lực thì nó mạnh quá. Cái hạm đội Warrington của mình đánh tan nát quân địch ở dưới. Người Nga áp sát này. Nga áp sát thủ đô Paris, thủ đô Berlin rồi. Nhưng mà vẫn không thể tiến sâu hơn. Mua được 2 chiếc. Bổ sung đáng kể quân đội. Napoleon chỉ còn biết đứng nhìn vào châu Âu thôi, chẳng thể biết làm gì hơn nữa rồi. Ai à, John Moore đến tận đây rồi kìa. In position by the left, march. Ready for orders.
camp. Foraging supplies. Ủa, kinh tế của mình mạnh thế. Nên kinh tế của mình mạnh thật. 25.000 rồi. Kinh tế dựa hoàn toàn vào thương mại. Toàn thủy sĩ nó vẫn chưa sửa được nổi Paris. Bị hỏng nặng quá. Tiền nhiều limit. Đến thời kỳ tiền tiêu không phải nghĩ rồi. Thằng này nó bị trừ một hạnh phúc trong giới quý tộc do con vợ đánh đá cá cầy của nó này. Ready for orders. Hai lượt nữa mới có đội lực lượng vệ binh Cộng Hòa. Đây rồi. Thằng áo ấy, chuẩn bị thẹo đây. Tại sao mà thằng Thụy Điển với thằng Nga chưa đánh nhau nhỉ? Theo lịch sử thì thằng Nga nó sẽ chiếm cái vùng Phần Lan của thằng Thụy Điển mà. Sao chưa thấy chúng nó pem nhau là thế quá nào? Đức nó vẫn trụ vững như thế nhỉ? Hmm? Hey.
Tại sao nước Anh lại có nổi loạn? Chơi thêm bọc vỏ sắt này thì hay đấy nhưng mà không thích lắm. Của thân nhân Napoleon đứng trên hòn đảo chẳng biết làm gì. Anything more? Make ready. Ready and awaiting orders. Halt! Immediately! Waiting for orders. Make ready. Sir! Áo à? Chứ giải quyết được vấn đề gì? Được sau là hết rồi mà, nó xây cái nhà thờ lên cái này là nâng cấp nhà thờ lên nữa. Chạy à? Chúng nó đã bỏ chạy. Cuộc chiến Nga-Đức vẫn chưa có hồi kết à? Pháp đóng quân ở trên cái đảo. Nó sửa được mấy cái nhà này đây rồi này. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering taxes, or send in the troops to put them down. Whatever you do, act quickly before the riot becomes a rebellion. Rồi, thay lực lượng cận vệ của Đức Hòa bằng lực lượng vệ binh Cộng Hòa rồi. Wellington về tận đây đón chúng nó đi. Ở đây đã. Forwards! March! Run! Foraging supplies! Khôn phết nhỉ. Men, forward. Your orders. Ready for orders. Waiting for orders. Mày bướng này. Alexander Campbell là thằng nào? Sir, your orders. À tốt, tướng này học được những skill rất tốt.
Mày định đánh một một, cuối cùng nó lại áp xông vào. By the left, sir. Yes. Begin siege. Xếp lại phát đã, nếu học skill toàn lao. They hide behind women's skirts. Úi dồi ôi, 28,000 tiền nhiều thế. Edward vỡ Augustus. At the ready. Cũng được. Hoặc là cái skill cũng ngon. Còn cái skill vây thành nữa là được. Ôi giời, tiền nhiều thế này tiêu làm sao mà hết được. Cái vùng này mình sẽ giao lại cho thằng Thụy Sĩ để nó có cái quyền cản. At the ready. None shall defeat us. Herod's army tiếp tục. Thực tế thì bây giờ mình còn chiến tranh với mỗi thằng áo thôi mà. Mà mình dẹp xong rốt thằng áo nữa thì ready and waiting for. Tranh thủ của cơ hội mà. Your humble. Luyện cấp chứ. Victory. Ôi dồi ôi, kiếm được tiền. Mà bây giờ tiền mình làm gì đâu nhỉ? Nhiều lắm rồi. Your orders, forward! Sir, your orders? Prepare the troops for battle! Thôi, hòa bình chiến đấu. Heroic Attacker là Zermon rồi phải không? Zermon nó lên đấy. Heroic Attacker là cao nhất rồi. Đây là cấp cao nhất của một tướng tấn công. Cái này cũng mắc rồi, cái này một cấp nữa. Cái này hai cấp nữa. Zermon. Bây giờ mình sẽ giao cái vùng đất này lại cho thằng Thụy Sĩ. More orders. Ủa? Cái cảng này là cảng quân sự à? Không, cảng dân sự mà nhỉ? À đây. Còn thiếu vùng Tyrone này nữa. Úi giời, 28,000 mắc tiền luôn. Bây giờ chưa biết làm gì. Thỏ áo stabbing long-standing allies in the back by suddenly attacking will have an effect on how other nations view your own. They will be cautious when bao giờ đã. Về áo xin hòa bình à? À thôi được rồi. Thôi sao mình cũng chẳng cần chiến tranh với nó nữa.
Thế là chúng ta không còn chiến tranh với ai nữa rồi. Rút toàn lực lên phía Bắc để chuẩn bị cho trận chiến phía Bắc. Bây giờ thì thằng Thụy Sĩ nó đang kiểm soát cái vùng. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là tiêu diệt Đan Mạch. Hình như mình không nhầm thì thằng Đan Mạch nó có mấy cái vùng ở phía dưới này đấy. Nếu Thụy Sĩ nó có thêm cái thương cảng này thì chắc nó sẽ có rất nhiều tiền đấy, bởi vì là nó sẽ buôn bán được. Chơi được thì nó sẽ có tiền. Còn 3 công nghệ đang nghiên cứu. Xong hết rồi. Bây giờ thì tiền nhiều quá, chả biết làm gì. $29,000 một lượt. Đùa, mình ngán cái vụ thay tìm kiếm các cái bộ trưởng cho nó phù hợp. Thế nhỉ? Orders, ready and waiting. Đây rồi. Lực lượng vệ binh Cộng Hòa. Immediately. Lực lượng vệ binh Cộng Hòa. Giờ khó tuyển được tướng ngon nhỉ, toàn tướng cùi cùi. Forwards for crown and country. Mình thiếu cái gì chỗ này? 7 đội. Đội ngựa sang bên kia rồi. Tiền bây giờ thì không thiếu. Công đoàn của Juno. Ready for orders. Immediately. Ready and awaiting orders. Onwards! Your humble servant. Forward! Up! Nó chơi được với thằng Đức Phát đầy tiền này. Thụy Sĩ. Đấy, lên 800 ngay hay 600 ngay. Mặc dù cái thầy này bắn tan nát. Nó không chịu sửa nhà cửa nó nhỉ. Cái thằng đệ này của mình chảy vết. Thằng Bỉ chiến tranh thằng Pháp. Nhưng mà hai thằng này về căn bản nó cũng không thể đánh nhau được. Trừ khi thằng Bỉ nó cho quân đổ bộ lên. Pháp thì cứ để đấy thôi, làm gì nữa đâu. Giờ đây nước Pháp không còn gì nữa rồi.
Mình thấy thừa thừa nhiều chính trị gia quá. Cho bọn này nó đi đấu súng bớt tí cho vui. Ê. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Mình kích được nó ra rồi. À thôi. Chết đấy nhỉ. Chết thằng spy mình. Dễ chết á. Stealth is my cloak. Chuyển nó sang cái công trình này thì chúng ta có thêm spy. Còn trong này chỉ còn mỗi thằng bỉ thôi, bỉ nó để lại, bỉ nó là đệ của mình. Thì thả cho chúng nó đấu súng tí cho nó có như thế. Thả 4 sao sẵn rồi kìa. Cho nó đi do thám Berlin thôi ạ. Investigating target. Mình kinh tế. Chắc mua lốt mấy lượt này nữa là cái khu cảng của bên phía bắc này chắc không cần nữa. Mình sống chủ yếu vào thương mại thật. Vào là thương mại thôi. 31.000 một lượt. Có làm gì phải đến tiền đâu. Khử cái thằng áo này phát. Sao các cái bản sau này thì spy khi mà nó làm khi tấn công nó không còn được những bộ phim như kiểu các cái bản trước này nhỉ? Nhiều lúc mình xem những bộ phim thấy hay hay. Nhưng mà các bản kia lại không có, nhạt quá. Xem mấy cái thanh niên này đấu súng cũng hay hết đó.
Their death will be a mystery. Xịt phát thì vỡ mồm. Ấy à, không xịt đâu, ngọt lắm. Thôi nhưng mà cứ xếp lại, bởi vì tỷ lệ xịt nó cao hơn. À, nó né được, giỏi thế. Ok. Thay bằng lực lượng vệ binh Cộng Hòa. Mình sẽ đề nghị thằng Phổ nó bán cái vùng Hanover cho mình nữa. Đổi lại thì mình sẽ... At any time during a conflict, you can use this option to request that an ally joins a war that you're fighting. Chịu không? Không chịu à? Pháp cả áo luôn. Không chịu. Tình hình anh ấy hơi chảnh chó đấy. Yes. March! Yes, sir. Troops! Forward! Yes, sir. Immediately! Yes, sir. Chờ chút, hồi quân đã. Có thể mình sẽ đập luôn thằng Phổ bây giờ đấy. Tiền nhiều quá nhỉ, mỗi lượt mình kiếm được bao nhiêu tiền này, tiêu làm sao hết được. Mình cần có 3 quân đoàn lên phía Bắc. Thằng Thụy Điển với thằng Nga chưa chiến tranh với nhau. Kỳ cục thật. Mình sẽ bây giờ sẽ phải mua rất nhiều quân đấy. Một tướng của mình chưa mạnh lắm mà không có quân. Ai à, bám chư hầu mình nó tiến mạnh ra phía thế này thế. Minister chỉ một manager cho quản trị. Ôi ôi. Chắc thế có thằng nào khá phẩm.
Your Majesty. Sir! Bây giờ toàn tướng bình thường, không còn tướng mạnh nữa. Sir! Mình muốn có một quân đoàn nữa lên trên này. Troops, forward. Yes, sir. Making camp. Forwards. Make ready. Ground and country. March. Army. Halt. At the ready. Quân đoàn này ở đây đi, để bảo vệ khu đặc biệt này. Sir. John Moore. Sir. Quân đoàn này lên đi cũng được. Quân đoàn này ở đây. Phòng thủ cùng với Jonah. Chúng ta cần thêm các tướng lĩnh. Chiến tranh với người Đức à? Mình sẽ tuyên chiến với thằng Đan Mạch đi, xem thằng Đức đã theo phe nào. Nếu mà nó theo phe của thằng Đan Mạch thì mình sẽ đập luôn, tiến thẳng vào Berlin luôn. Hiện tại bây giờ chả có thằng nào dám đánh nhau mình. Thế lực của mình như thế nó quá mạnh rồi. Đang hội quân một chút xíu. Quân đội của mình chủ yếu là ở khu vực phía Bắc. Phía Nam có mỗi Tây Ban Nha. Có lẽ ở thủ đô mình cũng lên thành lập thêm một đội quân nữa. Sao thủ đô nó cứ làm loạn suốt thế nhỉ? Vẫn không ổn. Về không mà vẫn loạn này. Sao cái đám thường dân nó hay làm loạn thế nhỉ? Đây này, tại mấy cái thằng chết bầm này. Nó trừ cái happiness của thường dân này, mấy thằng quý sở tộc này. Được rồi, do mấy cái thằng quý sở tộc tí tiền thuế đang bao nhiêu. Yes sir. Chờ tí. Quân đoàn này thành lập nữa. Thủ đô thành lập thêm một quân đoàn nữa.
humble, sir. March! Sir! Make ready! March! Gathering supplies! Your humble servant. Anything more? March! Can't do that, General. Yes, sir. Onwards! Sẵn sàng. Rồi mò. Thằng Đích nói nó mà giờ quẻ phát đập luôn. Nó quét bao nhiêu cái thuyền mình mua ở trên kia. Chưa cho nó xuống các cái kiểm thương cảng thế này. Nga. Cuộc chiến nữa, thằng Nga này, cả một tuyến này nó chiếm hết rồi mà. Nga cũng chưa chiến tranh, chưa chiếm được Đức. Và tiến được vào Berlin à? Eric, trừ một Chesky Minister. Bởi hết cả người bọn này toàn bị trừ thì chết vợ mình. Ơ kìa. Sao mà thủ đô lại cứ làm loạn thế này nhỉ? Miễn thuế cũng không được. Nền Cộng hòa chất bầm này. Ship shape and Bristol fashion, Captain. Make ready. 8 chiếc. Make ready. Aye, sir. Shape and Bristol fashion, Captain. Fleet. Ready. Aye, aye, sir. Where to, Captain? Cái đội thuyền buôn phát triển. Aye, aye, sir. Chắc là mình chả mua cái trên này nữa, di chuyển xa quá. Mua ở chỗ Tây Ban Nha này rồi. Bỏ cái thuyền mà con. Ship shape and Bristol fashion, Captain. Aye, sir. Ship shape and Bristol fashion, Captain. Orders. Thằng Đan Mạch nó đang đóng quân đây nhỉ? Đúng không? Đúng rồi. Và đập cho nó phát. Cái hạm đội phía Bắc này của mình cũng mạnh này.
chưa đủ lực lượng. Chưa đủ lực lượng. Ủa, ngọt thế. Chờ đã, cho cái hạm đội của Đô đốc Nelson sang bên kia đã. Nếu không thằng Đan Mạch nó đốt cái hạm đội của mình ở kia thì giả hơi. There is a clamor for reform in this region due to the spreading of enlightened ideas. What? Miễn thuế mà vẫn làm loạn. Cái đền Cộng Hòa vớ vẩn này nguy hiểm quá rồi. Chơi chess ký thì không sợ. Bầu cử mới xem để thằng nào ngon hơn đây. Giải tán quốc hội, thành lập chính phủ mới. Vẫn cứ trừ happiness lower, nguy hiểm thật. Chúng ta muốn khôi phục lại vương quốc Anh à, lại vương quốc Anh à. Forward! March! Forwards for crown and country! Nó định khôi phục lại vương quốc Anh đấy mà. Phun quân ở đóng ở đấy mà vẫn còn trị an là tụt sợ thật. 3 thằng nữa thì không đủ. 3 thằng nữa. Thiếu 2. Đấy. Chúng ta bắt đầu có các đơn vị quân đội rồi. Bây giờ à. Đây. Ready for action. Ship's orders. Orders. Ba đô đốc luôn, nó rực rỡ. Make ready. Orders, Captain. Đây này, chúng ta phải lo ở chỗ này thôi. Sợ nó đánh này. Các hạm đội mình tiến hơi bị mạnh. Đấy, nốt thằng Đan Mạch là xong. Tiền tiêu không phải nghĩ. Lãnh thổ mình bây giờ ở một cái vùng rất là an toàn này. Không thể có chiến tranh xảy ra được nữa. Đức.
Cái hạm đội của anh đóng ở phía bắc sẽ có nhiệm vụ phòng thủ và chặn eo biển Mars, không cho chúng nó tiến qua eo biển Mars. Rất nhiều tiền luôn. Không có sản xuất thuyền đây nữa. Nhiều rồi, không sản xuất nữa. Đây rồi. Mấy cái cảng này mua là đủ. Ok. Làm nào thay hết cái bọn mà toàn chơi một happiness lower jet ski. Chết thật, bọn này nó càng về sau bọn mà ôi, một con đoàn phun đóng ở đây mà còn nguy cơ nổi loạn cả. Chết nhỉ, nổi loạn ngay, chết rồi. Lượt sau là phải đập nhau rồi. Đức vẫn không tay chiếm được cái cảng biển kia. Yếu thế. Đức đang chiến tranh với Nga và Áo. Nga rồi chắc cũng mạnh phết rồi đấy. Cũng hàng cường quốc à. Theo đúng lịch sử mình đầy Napoleon đã đảo, thế là xong. Dolok Smith, Edward Perez. Ủa, hải quân Anh này toàn đô đốc rất là giỏi. Trong khi các cái phe khác thì kiếm được 4 sao còn khó. Ok. Chuẩn bị lượt tiếp theo tấn công. Đủ quân chưa? À, đưa một tướng khắc khá này.
Any further orders? À, có phá phản lực à? Thôi khỏi dùng phá phản lực làm gì. Chơi phá phản lực dễ quá. Ám sát đốt mấy thằng đấy. Mình sẽ yêu cầu thằng Đức. Ôi, thằng này nó giết người ngọt thế. Butcher, Gerard von Butcher. Bộ Nga kéo quân sắp tới đây. Đức và Nga. Bây giờ mà mình tấn công thằng Đức thì đúng là trở tay không kịp luôn, không thể đánh nổi. Thằng Bỉ nó chắc đưa quân đi đánh thằng Pháp rồi. Và bây giờ thì xem thằng này, thằng Đức nó sẽ đứng về phe nào. À, giỏi lắm Đức ạ. Giỏi lắm, thằng Đức giỏi lắm. Như vậy là chúng ta đã phân cực rồi. Ok, cô tiếp viện của mình á. Mình có cần chúng ta tiếp viện đâu. Mình đang di chuyển theo thuận theo gió à? Ngoài mình đang xuôi theo chiều gió lại thế. Còn lại nó quay đầu nó đánh
Lượng đúng rồi, nó quay đầu nó đập ở đây bên này đi. Chắc là nó đuổi không kịp đâu. Ta di chuyển ra hướng đấy thì bị ngược gió thôi. Quái oăm ghê nhỉ. Chắc là mình đuổi nó bị ngược gió rồi. Thuyền buôn này thì làm gì mà đánh nhau được, đánh được nhưng mà cũng không ăn thua. Pháo ít đuổi cái giáp phết nhỉ. Thuyền nó to quá, nó chạy nhanh thật. Như nó đã quay lại à? Tốt rồi. Quay lại là tốt. Ôi trời, may quá, nó quay lại. Tôi đoàn thuyền đánh cá đừng lại dừng lại. Nó quay lại rồi, từ từ chờ đội thuyền kia lên. Thuyền này đánh làm sao được. Thuyền to nặng di chuyển chậm. Nhanh di chuyển ra đây, thiết lập đội hình ngay. Nhanh thiết lập đội hình ngay tức.
bắn rồi kìa. Bắt đầu bắn rồi kìa. Bắt đầu bắn rồi kìa. Bình tĩnh đi. Mọi chuyện còn đang ở phía trước. Mày thích xu dưới à? Cho mày xu luôn. Cho nó ăn hai phát đạn từ hai phía luôn. Úi dồi. Combo. Nó tính chạy vòng tròn. Quay hướng à? Đi vào đây à? Được. Cái thuyền kia sắp nổ rồi. Ai cho mày chạy vào đây? Nhanh lắm nhỉ. Úi xổ ôi. Lắc à? Ai cho mày lắc? Bắn chết mấy cái này mình. Úi dồ. Bắn lệch thuyền. Lên. Úi dồ. Thuyền của chúng nó vỡ tan tành hết cả rồi. Thuyền này của mình cũng đi gần ít hơn. Ý là chúng mình muốn lọt vào đây á. Ai sẽ xuống đây lọt? Nó chưa cháy mà không thua à? Cái này của mình cháy nặng quá nhỉ. Nhanh cả sập các cái thuyền ấy. Chết rồi. Hết khói rồi. Hết khói rồi. Không biết là nào.
phá nát. May mình đứng gần quá, không bị ăn lo đạn đó. Xong rồi. Còn chỗ nào đâu? Sao chưa báo thắng? Ui chào. Hủy diệt tan tành cái hạm đội của nó rồi. We are victorious. Thế quái nào mà nó lại vẫn còn được một chiếc nào thế nào nhỉ? Gần quá. Ready for action. Further orders. Orders, captain. Make those lovely dogs eat humble pie. Ship shape and Bristol fashion, captain. Destination ahoy. Sửa lại cái đội thuyền này đã. Rồi. Ôi da. Đan Mạch. Thế là chúng ta đã tuyên chiến với thằng Đức rồi. Mình chiến tranh với cả Liên minh phương Bắc rồi. Bây giờ là mình chiến tranh với cả phương Bắc. Thực tiếc là chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này rồi. Siege them. Một. Your humble servant. Hai. Anything more? Awaiting further orders. Cho mấy tướng này đi nó cầm quân cũng được. Mình đã mua thêm quân. Đồ của mình bạo loạn quá. Chết dở. Bọn này nó dám tuyên chiến mình thì nó vỡ mồm rồi. Nào mà lại dám tuyến chiến với mình này không biết. Men, forward. Forward. Rồi. The swine rot in the sty. Settlement under siege. Giải quyết nhanh khu này để tiến vào Berlin. Siege works underway. Glorious victory. Rồi giờ này thì cướp bóc làm gì nhỉ? Tiền nhiều này cướp bóc làm gì? Khôi vực nước Cộng hòa Bavaria đi đã. Order. Yes sir. Make ready. March. Make ready. Onwards. Maneuvers complete. Sir. Sir. Forwards, make ready. Proud and march. Halt. Nước Cộng hòa Bavaria. Halt.
Mình sẽ chiếm đốt cái vùng áo để giao đốt cái cảng áo cho nó. Và mình có thể giao thương được với thằng này rồi. Xong. Bavaria thì nó không ưa với anh chút nào luôn này. Mặc dù mình khôi phục nó lên nhưng mà nó lại... Settlement besieged. Trận này easy quá. Cái tội lắm mà. They hide behind women's skirts. Waiting further on. Campbell. Sir, your orders? Ngon. Thằng Campbell này mạnh phết đấy. Nó học những skill rất là ngon. Ready and awaiting orders. Make ready. Immediately. At the ready. Yes. Any further orders? By the left. March. Sir. Chưa đủ để lên rank. Phải có một quân đoàn phòng thủ ở thủ đô nếu không là nổi loạn. Kinh nhỉ. Chuyển sang nền Cộng hòa nguy hiểm quá. Dám tấn công mình ở chiến tranh với mình kìa. Ai vừa rank nó cao thế. Không đùa là. Mình không lôi các cái chư hầu mình vào cuộc chiến thì chúng nó vẫn cứ yên ổn, nó làm ăn thôi. Bơm tiền cho mình. Giờ này thì tiền để làm gì nữa đâu. Điều là quân Pháp này quân rất là cụt cùi và quân Anh này tướng không có tướng mạnh. Ready and awaiting orders.
ship's orders, Captain. Thuyền 80. 3 lượt nữa mới có cái thuyền này. Thích chơi thuyền đấy thì chơi, có gì đâu mà. Yes, Captain. Still ship shape. Hạm đội này mạnh rồi đấy. Cho mấy đô đốc này vào cùng một hạm đội đi đánh cho chất. What? Ship's orders. Aye, sir. On our way, Captain. Aye, sir. Thuyền 122 rồi. Awaiting further orders. Ready for action. Any orders? Where to, Captain? Aye, sir. Aye, sir. Heave away, boys. Heave away. By the left. March. Aye, sir. Orders, Captain. Quân đoàn phương Nam. Đây. Hủy hết một hình thuyền to. Thì dần các cái thuyền kia đi. Thay bằng thuyền to. Ui giời, kinh tế thì limit luôn. Sao mà phải xoắn. Tấn công thẳng vào nước Đức này được à áo được chưa nhỉ? Tấn công thẳng vào áo. Mình chưa có spy ở đây, mình cho là spy mình lo được. Ready for audit. Ready for audit. The night is my friend. Awaiting further orders. Sợ nó có quân phục kích lắm. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.